Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào anh chị các bạn đã trở lại với video của GH Shop. Và trong video ngày hôm nay thì Đức Quyết sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị về cái đối tượng sử dụng cái sản phẩm Ngọc Dược Man. Trong các video trước thì Đức Quyết đã chia sẻ cho cô bác anh chị từ cái công năng tác dụng này, đúng không ạ? Quy cách đóng gói của sản phẩm này, đúng không ạ? Cái và review về sản phẩm này, đúng không ạ? Review về sản phẩm Ngọc Dược Man, cũng như là tại sao chúng ta lại phải dùng sản phẩm Ngọc Dược Man, và đặc biệt là những người nam giới trung niên đã có gia đình hoặc những người đang có vấn đề về sinh lý. Cô bác anh chị cũng tìm hiểu, đúng không ạ? Biết được sản phẩm Ngọc Dược Man tại sao nó lại một sản phẩm thời gian vừa qua rất là hot trong cộng đồng, cũng như trong các nhà thuốc ở Việt Nam luôn luôn trong tình trạng cháy hàng. Thì Ngọc Dược Man là một sản phẩm hoàn toàn đến từ tự nhiên, từ các loại dược liệu quý trong Lam Dược. Và sản phẩm Ngọc Dược Man nó chính có thể nói là cứu cánh cho các đấng mày râu. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta bây giờ theo nghiên cứu thì đến 60% ngay bản thân các bạn sinh viên, các bạn sau cái tuổi 18 cho đến 25 tuổi cũng đã có vấn đề về liên quan đến về sinh lý, hoặc là yếu sinh lý, hoặc là liệt dương. Hoặc còn ngược lại thì hiện tại là thống kê thì 80% đến 95% những cái số vụ ly hôn là do liên quan đến vấn đề tình dục trong hôn nhân. Và sản phẩm Ngọc Dược Man nó chính là một cái bảo bối để giúp cho rất nhiều các đấng mày râu có thể cải thiện được vấn đề trong quan hệ tình dục. Và nó cũng là một món quà, hay chính là một cái món quà để cho các cái bà vợ có thể mua để tặng cho ông xã của mình. Thì hôm nay Đức Quyết sẽ chia sẻ với anh chị bốn cái đối tượng sử dụng cái sản phẩm này. Và cái đối tượng thứ nhất chính là nam giới ở tuổi trưởng thành mà bị yếu sinh lý, hoặc có những triệu chứng như là liệt dương, hoặc là mất khả năng về cảm giác về tình dục, tức là đối tượng tầm 18 tuổi trở lên ạ. Cái đối tượng sử dụng thứ hai là nam giới trung niên bị giảm ham muốn tình dục, nam giới bị rối loạn cương dương, liệt dương, tinh dịch loãng và có triệu chứng là xuất tinh sớm. Đối tượng thứ ba là nam giới chức năng do cái thận, thận bị suy giảm, đặc biệt là thận dương bị suy yếu. Cái thứ hai, hay tiểu đêm, hay tiểu nhắt, tiểu nhiều lần, đau lưng, mỏi gối, thể trạng ốm yếu, gọi là như suy nhược cơ thể. Và cái đối tượng thứ tư ấy là nam giới muốn cải thiện cái khả năng chăn gối, gọi là hạnh phúc gia đình, và đẩy lùi các cái triệu chứng mãn dục nam, và bây giờ hiện tại là bây giờ càng ngày càng trẻ ra. Và trên đây chính là bốn cái đối tượng mà tại sao là cái sản phẩm Ngọc Dược Man lại rất tốt. Và đây có thể nói rằng một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà GH Shop mong muốn mang đến cho tất cả các đấng mày râu, các quý anh, đúng không ạ? Các bác, các chú là những người mong muốn cải thiện lại cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tình dục và sức khỏe trong cái hạnh phúc gia đình của mình. Và các anh chị hãy comment trực tiếp xuống video hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho về GH Shop, đúng không ạ? Và các anh chị hãy subscribe kênh để xem các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video sau ạ.